Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ever Channel, mình Long Review. Và ở đây thì mình đã có một cái sản phẩm hoàn toàn mới đến từ nhà Infinix. Đây là chiếc Infinix Mark 6 HD. Với chiếc Infinix Mark 6 HD này thì mình thấy rằng trong phân khúc giá loanh quanh khoảng tầm 1,8 tỷ thì có thể gọi là vô đối luôn. Tại vì căn bản với chiếc Infinix Mark 6 HD này nó có màn to, nó có pin trâu và nó có một cái cơ cấu hình khá là ổn. Và cụ thể nó còn có những gì nữa thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đến với một bài unbox nhẹ và đánh giá về em Infinix Mark 6 HD này nhá. Trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về Infinix Mark 6 HD thì có thể tham khảo ngay tại đường link phần mô tả video. Hiện tại thì em nó cũng đang mở bán tại Lazada rồi. Mức giá sẽ là 2.290.000 đồng. Nhưng trong đợt 10 tháng 10 này các bạn sẽ áp ngay cho mình một cái voucher khuyến mãi là 400k. Như vậy thì cái mức giá cuối cùng chúng ta có thể mua nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 1.8 triệu, 1.9 triệu. Chưa tính những cái voucher khác các bạn có thì phải gọi là quá thơm, đúng không? Rồi, đường link ở phần mô tả, còn bây giờ thì hãy bắt đầu thôi. Ok, về cái vỏ hộp ấy thì với chiếc Infinix Mark 6 HD này thì quá cơ bản các bạn ạ. Bên trong các bạn sẽ có một chiếc ốp lưng này, các bạn sẽ có một củ sạc này, các bạn sẽ có một cái cáp sạc này. Và trước khi đi sâu vào đánh giá chiếc điện thoại Infinix Mark 6 HD này thì mình cũng xin nói qua một chút về thương hiệu Infinix, và có thể là nhiều bạn sẽ không biết đến thương hiệu này. Thực ra thì Infinix cũng đã từng vào Việt Nam và đã từng bán một thời gian rồi. Và Infinix là một trong những cái thương hiệu rất nổi tiếng ở thị trường châu Phi, rồi Mỹ Latin này, Trung Đông vân vân. Và Infinix cũng là một trong nhà sản xuất điện thoại mà phải gọi là cực kỳ là lớn ở trên thế giới các bạn ạ. Ngoài cái việc là nổi tiếng ở những thị trường đó ra thì dạo gần đây Infinix bắt đầu đánh vào thị trường là Thái Lan này, Indonesia này và kể cả là Việt Nam. Và với những sản phẩm của Infinix ấy, trước đây thì chúng ta đã có review về hai sản phẩm rồi, đó là con Note 10 Pro phải gọi là vô đối trong tầm giá 4 triệu, hay là con Infinix Hot 11 chẳng hạn thì cũng sẽ là gọi là vô đối trong tầm giá gọi là hơn 2 triệu. Và với em Infinix Mark 6 này sẽ là một em điện thoại hướng đến cái tầm giá nó rẻ hơn, chỉ khoảng tầm 1,8 triệu. Thêm một yếu tố nữa là nhiều bạn sẽ hỏi mình là với cái sản phẩm điện thoại đến từ nhà Infinix thì cái bảo hành của nó sẽ như nào. Thì cái này bạn yên tâm nhá, với một thương hiệu non trẻ như Infinix nhưng mà cái hệ thống bảo hành thì cũng đã trải rộng khắp Việt Nam rồi. Các bạn có bất cứ một vấn đề nào thì cũng sẽ đều được bảo hành trên toàn quốc, nên là các bạn sẽ không cần lo lắng về cái vấn đề bảo hành ở đây. Và cụ thể nhá, những cái trung tâm bảo hành Care của Infinix thì nó đã có mặt khắp cái bản đồ Việt Nam. Nếu bạn là không tin thì có thể là lên cái web care.com để có thể check. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với chủ đề chính để xem là với em Infinix Mark 6 HD này có gì. Đầu tiên ấy, là mình phải đánh giá về thiết kế. Thì với chiếc Infinix Mark 6 HD thì nó không có quá nhiều điểm nổi bật so với những chiếc điện thoại trong cùng mức giá. Tại vì căn bản cái tầm này thì cái thiết kế của những chiếc điện thoại nào nó cũng giống nhau rồi, vì nó ở cái mức gọi là quá cơ bản. Mặt sau của nó sẽ được làm từ chất liệu là nhựa, và các bạn thấy rằng là mặt lưng của nó sẽ phối kết hợp bởi hai kiểu thiết kế. Một là nhựa nhám ở ngay cái phần trung tâm logo Infinix tới cái phần camera, rất là đặc biệt, rất là độc đáo. Thứ hai là các bạn sẽ có một cái phần nhựa sần. Đấy, với cái phần nhựa sần này thì nó sẽ là bao phủ toàn bộ các diện tích mặt lưng còn lại. Và cá nhân mình ấy, thì mình thấy rằng là cái khả năng hoàn thiện của sản phẩm của Infinix và đặc biệt là con Mark 6 HD này khá là tốt các bạn ạ. Với cái chất lượng nhựa nhám này kết hợp cùng với nhựa sần thì khi mà các bạn để trên mặt bàn, các bạn có trà sát, các bạn có không đeo ốp thì nó cũng rất là bền và gần như rất ít để lại những cái vết trầy xước, thay vì là cái bề mặt nhựa bóng. Và ngoài ra thì cụm camera sau của Infinix Mark 6 HD ấy, thì các bạn sẽ có cho mình một camera chính với cảm biến đó chính là 8 chấm. Nhìn về cụm camera thì bạn sẽ thấy rằng nó kiểu rất là hầm hố, đúng không? Nhưng không các bạn ạ, cụm camera này thì nó chỉ có một cảm biến duy nhất mà thôi. Ngoài ra thì nó sẽ làm hai mắt còn lại là hai mắt giả để nhìn cho nó sang hơn và nhìn có thể đánh lừa thị giác. Với về phần cổng kết nối ấy, thì Infinix Mark 6 HD các bạn sẽ có jack cắm thanh nghe 3.5 này. Cổng sạc thì rất tiếc là vẫn dùng cổng micro USB, tại vì căn bản trong tầm giá này thì gần như con máy nào cũng sử dụng cổng micro USB thôi các bạn. Các bạn sẽ có loa ngoài ở đây, nó đương nhiên là không có loa kép rồi, nhưng mà có công nghệ DTS và nó được búp cái mức âm lượng lên khá là lớn. Nói chung là mình thấy nó to hơn khoảng tầm 20 đến 30% so với những dòng điện thoại khác đang có trong cái cùng phân khúc giá. Và em này thì sẽ không được trang bị cái cảm biến vân tay. Và thực sự là với mức giá rẻ như vậy thì mình cũng không đòi hỏi cảm biến vân tay trên cái sỏ này. Hãy đến với cái điểm tiếp theo, đó chính là về phần màn hình. Thì với em Infinix Mark 6 các bạn sẽ có tấm nền IPS LCD và chúng ta sẽ có kích thước đó chính là 6,6 inch đi kèm với độ phân giải là HD+. Và như các bạn đã thấy trên màn hình rồi thì màn hình của Infinix Mark 6 sẽ dùng cái kiểu thiết kế màn hình giọt nước. Nói chung là với cái màn hình này thì mình thấy rằng là nó cũng ở cái mức là đủ dùng, đủ đáp ứng cái nhu cầu của người dùng, mà quan trọng nhất là nó to, kích thước của nó tận là 6,6 inch thì nó cũng rất là thoải mái để nếu như các bạn mua để biếu tặng ông bà cha mẹ chẳng hạn thì con này nó cũng quá đủ dùng, kiểu như là lướt ra Zalo này, Facebook này, xem TikTok hoặc là chúng ta đọc báo chẳng hạn thì cái màn hình này nó cũng là đủ to rồi các bạn ạ. Và với cái màn hình này thì mình thấy có một cái điểm cộng so với những dòng sản phẩm trong cùng tầm nhé, đó là độ sáng của nó khá cao. Với độ sáng của em này thì lên đến khoảng tầm là 500 nit cơ. So với những dòng điện thoại trong cùng tầm thì nó chỉ có độ sáng khoảng tầm 300, 350 hay căng lắm là 400 nit. Thì mình thấy em này cũng đã nhỉnh hơn khá khá rồi. Với cái độ sáng cao này thì khi chúng ta ra ngoài trời thì các bạn sẽ sử dụng nó một cách thoải mái hơn đúng không? Nhưng nói cao ở đây là cao trong tầm giá thôi, còn nếu như các bạn ra ngoài trời và đặc biệt là điều kiện ánh nắng trực tiếp vào cái màn hình này ấy, thì thực sự là nó vẫn hơi tối các bạn ạ. Nói chung là màn hình này thì đáp ứng rất tốt cái nhu cầu sử dụng của người dùng phổ thông. Còn nếu các bạn có nhu cầu cao hơn thì tham khảo cái sản phẩm Infinix Hot 11 hoặc là Infinix Note 10 Pro. Rồi, và bây giờ hãy cùng đến với một yếu tố nữa mà mình cực kỳ thích trên cái sản phẩm Infinix Mark 6 HD này, đó chính là về viên pin. Với con này thì nó có một cái màn hình 6,6 inch HD nên là cũng không có tiêu tốn quá nhiều điện năng, và cùng với đó là nó sử dụng một con chip cũng không phải là quá mạnh, nên là với viên pin đang được trang bị trên con Mark 6 HD này là 5000 mAh thì các bạn có thể thoải mái sử dụng nó trong vòng một ngày, và thậm chí là nếu như các bạn sử dụng nó với nhu cầu phổ thông của phụ huynh, ông bà, cha mẹ thì vẫn có thể sử dụng trong khoảng tầm 2 đến 3 ngày một cách cực kỳ là ok. Trong cái quá trình mà mình test ấy, thì từ lúc mà mình nhận máy đến bây giờ khoảng tầm 2 hôm rồi mà viên pin vẫn còn khoảng tầm 49% pin, trong khi đó bên mình này cài game, cài app, test đủ thứ kiểu đó mà vẫn không thể nào mà làm vơi bớt được cái viên pin của chiếc máy này, chứng tỏ rằng là nó rất là trâu các bạn ạ. Và trong những cái bài test của Infinix ấy, thì họ có nói rằng là nếu như viên pin này sạc đầy các bạn có thể xem được video liên tục đâu đó khoảng tầm trên 20 giờ, và nếu như các bạn nghe nhạc ấy, thì các bạn sẽ nghe nhạc được khoảng tầm hơn 100 giờ. Nói chung là nó quá trâu, và trong quá trình mà trải nghiệm sơ sơ của mình với sản phẩm này thì nó trâu thật các bạn ạ. Nhưng mà rất tiếc ấy, là viên pin trâu của các sản phẩm này thì nó lại không đi kèm với công nghệ sạc nhanh, mà nó chỉ có công suất loanh quanh khoảng tầm là 10W. Và một điều đáng tiếc hơn nữa là củ sạc bên trong hộp của nó là củ sạc công suất là 5W, nên là nó sẽ không thực sự nhanh cho lắm. Nếu bạn nào mà có củ sạc 10W thì mình nghĩ rằng các bạn nên sử dụng củ sạc 10W, công suất sạc của nó sẽ nhanh hơn. Thì đó là một cái chia sẻ của mình. Thật sự là đây là điều bắt buộc chúng ta cần phải đánh đổi khi mà mức giá của chiếc điện thoại này nó đã thuộc dạng quá rẻ rồi. Ok, ngoài phần pin ra ấy, thì một cái điều đặc biệt và đúng như tựa đề của video này, đó là con Infinix Mark 6 HD chúng ta có thể bật được đồ họa tựa game Liên Quân Mobile lên ở cái mức cao nhất là cái mức max setting. Và đây là điều mà gần như những chiếc điện thoại 7 đến 10 triệu không làm được các bạn ạ. Mình cũng không hiểu tại sao con CPU đang có trên sản phẩm này nó lại ảo đến như vậy. Cụ thể này, từ game Liên Quân Mobile anh em có thể bật được HD, anh em có thể bật được FPS là 60 và thậm chí là anh em có thể bật được chế độ đồ họa cao nhất. Và với cái đồ họa cao nhất như vậy thì khi mà mình test ở tựa game Liên Quân Mobile thì đúng như các bạn nghĩ rồi đó, nó sẽ rất là đuối, và khi mình chơi game ở mức độ họa cao như vậy thì nó chỉ chơi được loanh quanh ở mức của khoảng tầm 30 FPS mà thôi. Nói chung á, là với cấu hình của cái sản phẩm này thì nó cũng ở cái mức gọi là bình thường trong tầm giá thôi. Các bạn sẽ được trang bị con chip là Helio A22, các bạn sẽ có bộ nhớ RAM là 2GB và bộ nhớ trong của nó sẽ là 32GB. Quá căn bản ở trong tầm này. Thì với cấu hình này, nếu như các bạn sử dụng bình thường hàng ngày thì cũng ok đấy. Lâu lâu thì nó vẫn có xảy ra tình trạng giật lag nhẹ, nhưng mà cũng ở cái mức gọi là có thể chấp nhận được nếu các bạn lướt TikTok. Tuy nhiên, nếu như các bạn vào những cái ứng dụng nặng và chúng ta vào những cái tựa game nặng ấy, thì cái tình trạng giật lag nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Cùng với đó thì nó mất thời gian rất nhiều để có thể load vào được những cái ứng dụng đó, vì căn bản tốc độ đọc ghi bộ nhớ của con này thì nó khá là chậm, và bên cạnh đó là hiệu năng của nó thì cũng chưa thật sự là quá vượt trội. Nói chung là với chiếc máy này thì mình thấy rằng là hiệu năng của nó đáp ứng được nhu cầu của người dùng phổ thông. Nếu các bạn mua máy tặng ông bà, cha mẹ, anh chị, người lớn tuổi ấy, thì mình thấy rằng là hợp lý. Còn mua để mà chơi game ấy, và đặc biệt là đúng như tựa đề của video này, mà đòi chơi max setting tựa game Liên Quân Mobile ấy, thì không thể nha các bạn. Thậm chí là nếu các bạn mà tải data game nhiều, các bạn tải full map của tựa game Liên Quân Mobile thì con này chắc là nó đuối luôn. Ok, chơi chống cháy thì cũng tạm tạm. Rồi, bây giờ hãy cùng nhau đến với một điểm nữa trên con Infinix Smart 6, đó chính là về phần mềm. Với cái sản phẩm Infinix Smart 6 ấy thì nó sẽ chạy Android 11 và đây là phiên bản Android Go, một cái phiên bản Android tùy chỉnh để các bạn có một cái hệ điều hành nó nhẹ hơn, nó mượt hơn. Và trong quá trình của mình sử dụng trải nghiệm của sản phẩm này thì mình thấy rằng là tất cả những cái trải nghiệm sử dụng của mình trên cái sản phẩm này nó ở cái mức là tương đối ổn. Khi mà mình lướt ở cái màn hình chính này, nó cũng không hề bị quá giật lag, vào game ứng dụng thì cũng ok. Nói chung là với hệ điều hành trên cái sản phẩm Infinix Smart 6 HD thì đáp ứng được khá là tốt cái nhu cầu sử dụng của người dùng. Và với phiên bản này thì nó không phải là cắt gọn quá nhiều so với lại cái phiên bản Android đang có trên những dòng điện thoại Infinix trước đây, ví dụ như là Hot 11 hay là Note 10 Pro chẳng hạn. Ok, còn về cái phần camera thì với em Infinix Smart 6 HD này thì cũng camera của nó cũng ở cái mức gọi là bình thường trong tầm giá thôi các bạn ạ. Camera sau với độ phân giải là 8 chấm và camera selfie của nó với độ phân giải là 5 chấm. Nếu như các bạn selfie trong điều kiện đủ sáng hoặc là chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng thì cũng ở cái mức gọi là chấp nhận được. Còn nếu như các bạn selfie trong điều kiện thiếu sáng hoặc điều kiện ánh sáng khó ấy, thì với cụm camera này thì các bạn thấy rằng là nó không thực sự tốt cho lắm. Nói chung thì với cụm camera của một điện thoại tầm giá 1.8 triệu thì mình thấy rằng là như vậy cũng ổn rồi, và chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi hơn được ở một cái sản phẩm điện thoại có tầm giá như thế này. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho các bạn về Infinix Smart 6 với tầm giá khoảng tầm 1.8 triệu ấy, thì mình thấy rằng đây là một em điện thoại cực kỳ đáng mua. Và nó dành cho ai? Nó dành cho nếu các bạn mua điện thoại để tặng ba mẹ này, nếu các bạn mua điện thoại để tặng ông bà này, người lớn tuổi này, hoặc những bạn mà có nhu cầu sử dụng thấp kiểu như là Facebook, Zalo, TikTok thôi thì em này nó là hợp lý. Còn nếu như các bạn yêu cầu là một chiếc máy có cấu hình cao, một cái trải nghiệm nó tốt một tí thì có thể cố thêm khoảng tầm 400-500 nghìn mua cho mình con Infinix Hot 11 thì nó sẽ là ok nhất. Còn nếu tầm giá 1.8 triệu thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi gì hơn được ở một sản phẩm như thế này. Rồi, các bạn nghĩ sao về Infinix Smart 6? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video nhé. Và đường link mua hàng thì mình sẽ để ngay phần mô tả và bình luận của video này cho anh em. Còn bây giờ, xin chào, bye bye.